Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã không ngừng đổi mới tư duy, cách làm việc nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả. Thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành, công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện Tuyên Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, đánh giá, chấm điểm, xếp loại việc thực hiện. Việc rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đặc biệt quan tâm. Cơ chế một cửa liên thông được tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Các cơ quan đơn vị địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hành chính. Quý 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo phòng tư pháp huyện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền 10 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn ban hành. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện đã tiếp nhận trên 12.633 hồ sơ và đã giải quyết đúng hạn được 5.721 hồ sơ, còn hạn giải quyết 6.912 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, chậm trễ. Thời gian tới, huyện Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của tỉnh huyện năm 2021, tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tập trung chủ động tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, công khai minh bạch thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý để trao đổi, gửi nhận thông tin bằng hộp thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông và cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.